Đừng sợ chết. Có người nào không chết đâu. Người người đều phải chết. Chết sớm một ngày, chết trễ một ngày chẳng có gì khác nhau. Cho nên chúng ta đừng sợ chết. Vấn đề là sau khi chết sẽ đi về đâu? Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Nhà Phật thường nói: vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả vì sao bất không vậy? Vì sự chuyển biến của nhân quả chẳng phải không. Nhân sẽ biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Nhân quả vĩnh viễn đang tuần hoàn. Cho nên đó là chuyển biến bất không, tuần hoàn bất không, tiếp nối bất không. Đây là chân lý, là định luật của pháp thế suốt thế gian. Chúng ta thực sự hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi thì tuyệt đối không tham sự hưởng thụ của mấy năm trước mắt này. Sự hưởng thụ này là nguồn gốc của đau khổ trong tương lai. Nếu chúng ta có thể buông xả sự hưởng thụ vật chất, tinh thần của những năm này thì bạn sẽ được an lạc vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp về sau. Phải hiểu đạo lý này. Tiêu chuẩn của hạnh thiện, thế nào là thiện? Lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh là thiện. Làm thế nào để lợi ích? Chính mình phải làm gương cho người trong xã hội thấy. Học Phật. Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật, hình ảnh thị hiện của Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta phải có thể noi theo. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong xã hội này có địa vị cao quý. Ngài xuất thân là Dương Tử, Ngài có thể kế thừa Dương vị, nhưng Ngài có thể từ bỏ. Từ bỏ địa vị, từ bỏ sự giàu có, từ bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Ngài có vợ con, Ngài có thể từ bỏ. Ngài sống đời sống như thế nào? Sống đời sống nghèo khổ nhất của thế gian. Làm tấm gương cho chúng ta. Ngài dạy chúng ta buông xả. Bản thân Ngài thực sự đã buông xả tuyệt để rồi.